thực hiện chương trình công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2018 của Ban chấp hành huyện đoàn và Ủy ban hội huyện Chư Sê, thiết lập thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Chi đoàn văn hóa thông tin phối hợp với Chi đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi đoàn thi hành án dân sự, đội thông tin lưu động huyện và đoàn xã Công Hờ Tóc tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại làng Dơ Nông, xã Công Hờ Tóc, huyện Chư Sê. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra với 15 tiết mục văn nghệ đến từ đội thông tin lưu động huyện, Chi đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn, thu không khí vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với nhân dân địa phương. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường tinh thần đoàn kết, nâng cao nhiệt huyết của tuổi trẻ huyện nhà, đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong thanh niên. Chương trình cũng là dịp để đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn gặp gỡ ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đoàn thanh niên. Trong đêm giao lưu, các chi đoàn đã tặng 30 suất quà cho các em đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập. Không dám anh ai mong tôi đi một thời.
Chỉ ăn làm nghe.